Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về. Chiếc xe này nó khác với phiên bản mấy hôm trước là tôi quay. Đó là chiếc xe này là phiên bản số sàn. Số sàn 2.0 số sàn. Nhưng 2.0 số sàn này nó vẫn là cái phiên bản đủ quý vị bạn nhé. Nó có cả phiên bản thiếu, bản đủ. Thì chiếc xe này là phiên bản đủ đấy ạ. Phiên bản đủ nó có đầy đủ option rồi. Từ cửa nóc, camera lùi, cảm biến lùi. Và đặc biệt nó là cái phiên bản SX đây quý vị các bạn ạ. SX là cái phiên bản đủ, phiên bản 2.0 đấy ạ. Đấy, rất là đủ đồ rồi. Tất cả là còn rất là mới, còn rất là đẹp ạ. Đây thì sau đây thì tôi sẽ quay chi tiết hơn cho quý vị và các bạn xem về chiếc xe Kia Carens này nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tháng 12 năm 2011 thôi với quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này đã lăn bánh được chuẩn là 15 vạn km rồi, cam kết đồng hồ chuẩn, không tua. Tại vì là chiếc xe này là tôi mua của những cái chỗ quen biết cho nên biết rõ cả nguồn gốc đầy đủ. Cho nên là cái đồng hồ chuẩn là 15 vạn đấy ạ, chúng tôi cam kết là không tua một km nào. Đồng hồ là chuẩn hết ạ. Và đây nhìn về cái phần ba đời sốc trước thì quý vị và các bạn thấy luôn đây ạ. Xe cũng đã được trang bị cả đèn gầm. Đấy, đèn pha bi xenon. Đấy, đèn pha là đèn bi rồi quý vị bạn nhá. Mà cái cặp đèn này quý vị các bạn nhìn thấy chưa, rất là mới này. Chưa có bị và xước sát móp méo gì cả đấy. Cả hai bên, cả cặp đèn này nhá, đều rất là mới, rất là đẹp đây ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đèn đã được trang bị đèn bi rồi. Đấy. Nó khác với những dòng xe khác, Kia thì luôn bao giờ cũng option rất là nhiều. Đấy, và nhìn cái phần đầu rất là đẹp, đã đầy đủ cả đèn gầm. Đấy, và xi nhan đã được tích hợp trên gương. Gương chiếu hậu này là gương gập điện quý vị các bạn ạ. Và có cả cửa nóc đây ạ. Bản đủ này là sẽ có cả cửa nóc này. Điều hòa tự động. Đấy, những cái phiên bản đủ này nó khác với phiên bản thiếu ạ. Đấy. Và chiếc xe này vừa mới đăng kiểm xong đấy ạ. Tôi mua về là chủ xe mới đăng kiểm được mấy hôm là tôi đến tôi mua. Đấy, rất là đẹp. Và cả cái la răng hoặc là dàn lốp này, quý vị các bạn thấy đấy ạ. Cả một cái dàn lốp này còn rất là mới luôn đây này. Rất là dày. Đấy. Cái dàn lốp này thì hình như chủ xe bảo thay từ năm 2018. Đấy. Thay từ 2018 mà nó còn dày như thế này đấy ạ. Mấy năm liền nhưng mà không chạy nhiều, không chạy mấy đâu. Chiếc xe này chạy rất là ít ạ. Sản xuất 2011, đăng ký cuối năm 2011, tính ra thì chưa đến chạy được 10 năm đâu. Mới chạy được 9 năm thôi. 9 năm mà 15 vạn thì mỗi 1 năm chạy hơn 1 vạn. 1 năm chưa đến 2 vạn, nó ở cái mức vừa phải ạ. Đấy là cái đồng hồ mà chúng tôi cam kết là nó chuẩn đấy ạ. Và đằng sau thì quý vị các bạn thấy đây ạ. Xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết cả rồi. Đấy, không có xước sát gì cả. Chiếc xe này rất là đẹp. Quý vị và các bạn mua về thì chỉ việc đổ xăng và chạy. Và thưa với quý vị và các bạn, phiên bản này là phiên bản số sàn máy xăng quý vị các bạn nhé. Carens nó có cả phiên bản máy dầu đấy ạ. Và cả cái dàn lốp này rất là đẹp. Phanh đã trang bị hệ thống phanh ABS rồi. Và đĩa cả 4 bánh cơ. Đấy, đây là có cả đĩa cả 4 bánh này. Đi một vòng quanh xe rồi mà không thấy xước sát gì đâu. Chủ xe đi cũng chăm sóc rất là tốt ạ. Vừa bảo hành bảo dưỡng hết tất cả luôn. Đăng kiểm lại xong rồi bán. Rất là đẹp ạ. Tại vì là chiếc xe này chúng tôi mua ở những cái chỗ mà cũng là toàn của anh em quen biết thôi. Cho nên là biết rõ nguồn gốc ạ. Thế mới dám cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ nguyên bản ạ. Chứ tại vì là mua xe cũ này bây giờ nó thật với quý vị bạn. Nhiều xe dân còn biết tua đồng hồ cơ. Dân đi rửa xe bây giờ là nhiều chỗ rửa xe nó cũng làm về cái phần tua đồng hồ. Cho nên là trước khi bán là nhiều người là hay tua đồng hồ lắm nhé. Kể cả dân chứ không phải là thợ đâu quý vị và các bạn ạ. Đấy. Cho nên là quý vị và các bạn nếu mà biết rõ nguồn gốc thì hãy cam kết là đồng hồ chuẩn. Còn không là không dám cam kết đâu ạ. Đấy, cái đây là cái đèn hậu thì quý vị các bạn xem đây này. Nó còn rất là đẹp đấy ạ. Đèn hậu cũng còn rất là mới nhá. Đấy, cái cụm đèn hậu này rất là mới, rất là đẹp. Chưa có bị cong vênh hay là nứt vỡ hay là xước sát gì cả. Đấy, rất là đẹp. Cái này là chỉ hơi bẩn một chút thôi ạ. Đấy, đây là những cái vết này là vết bẩn thôi nhá. Rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về cái phần nội thất của xe nhá. Trước tiên là chúng ta hãy xem về cái phần keo chỉ của cái cánh cửa bên lái này, cửa trước bên lái này. Keo chỉ còn nguyên bản hết quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này.
và cái tháp mi cửa này rất là đẹp, ốc bản lề cũng còn luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, rất là mới. Và chiếc xe này thì thưa với quý vị và các bạn, nguyên bản của cái phiên bản này nó là số sàn thì là nó có cái nội thất bằng nỉ, nhưng mà chủ xe cũng đã vừa với làm lên một cái bộ ghế da rất là mới quý vị các bạn ạ. Và cái bản SX này thì nó đã có cả là bản đủ, cho nên có cả ghế điện này, cái ghế chỉnh điện này và cửa sổ nóc quý vị và các bạn ạ. Đấy, ghế chỉnh điện và cửa sổ nóc và cái bộ ghế này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, rất là mới, chủ xe vừa mới làm lên nên là rất là đẹp rồi, yên tâm quý vị và các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái phần cánh cửa phía sau này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về cho nên là chưa có dọn dẹp, chưa có rửa ráy gì đâu quý vị và các bạn ạ. Đây, vẫn còn nguyên nội thất của xe này. Như cơ bản của nó rất là đẹp đấy quý vị và các bạn ạ, rất là sạch sẽ này, từ cái phần trần này. Trần nỉ rất là sạch. Bộ ghế da mới tinh mà chủ xe vừa mới làm đây ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là chủ xe cũng đã lên một số đồ, ví dụ như là màn hình Android này, màn hình Android giải trí đa phương tiện. Cái màn hình này cũng là màn hình xịn quý vị và các bạn nhé, cho nên nó có cả camera hành trình. Đây là camera hành trình tích hợp theo cái màn hình này quý vị và các bạn ạ. Và nó là cái phiên bản đủ cho nên nó có cả điều hòa tự động, cửa sổ nóc đấy, và đồng hồ công tơ mét đây quý vị và các bạn ạ. Đồng hồ công tơ mét là chạy chính xác là 15,5 vạn rồi quý vị và các bạn ạ. Và cái đồng hồ này là chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là cái đồng hồ chuẩn luôn ạ. Chúng tôi cam kết không tua, và cái xe này là chúng tôi mua cũng rất rõ nguồn gốc, cho nên là chúng tôi cam kết với quý vị và bạn là cái đồng hồ chuẩn đấy. Và chiếc xe này là chúng tôi cũng mới mua về cho nên là nó hơi bẩn một chút, chưa có dọn dẹp, chúng tôi còn chưa rửa cơ quý vị và các bạn ạ. Đấy, đây là cái phần cảm biến lùi mà chủ xe cũng đã lắp cái phần cảm biến lùi quý vị các bạn ạ. Đấy, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau đều có hết rồi. Đây là cái phần cốp sau nha, tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem này. Đấy, nội thất thì rất là đẹp rồi. Đấy, cái phần trần bên trên nhá, chưa làm gì đến mà nó sạch, nó mới như này. Còn cái bộ ghế da này thì vừa mới làm là do đi từ năm 2011 đến bây giờ thì là những cái phần nỉ nó cũng đã bắt đầu bám mồ hôi, nếu như không lắp làm ghế da là nó sẽ có mùi mồ hôi quý vị và các bạn này. Đấy, đây là cái ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản này, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn này. Keo chỉ còn nguyên bản, chúng tôi cam kết là không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản ạ. Và đây là cái táp vi cửa phía sau, bên phụ đây ạ. Những chiếc xe mà chúng tôi mua về chưa dọn dẹp là nó còn nguyên bản như vậy đấy ạ. Cơ bản là tôi muốn giới thiệu cho quý vị các bạn, đây là những cái phần keo chỉ này, nguyên bản luôn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị ngập nước gì cả. Đấy, rất là đẹp luôn. Và đây là cái phần táp ghi cửa trước bên lái, đây vẫn còn nguyên đồ của chủ xe chưa bỏ ra đây này, vẫn còn nguyên những cái đồ này, rất là mới, rất là đẹp luôn này. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, chúng tôi chưa có đánh, chưa có dọn dẹp gì thì nó hơi bẩn một chút, quý vị các bạn cũng hết sức thông cảm ạ. Mà nay chúng tôi mua xong là mai ngày kia là chúng tôi cũng bắt đầu cho đi dọn dẹp đánh bóng để quý vị và các bạn đến xem thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều rồi ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 269 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Về cái phần nội ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu thêm cho quý vị và các bạn về cái phần quan trọng nhất của chiếc xe, đó là cái phần động cơ nhá. Nhưng đầu tiên đi trước khi đi tìm hiểu về động cơ thì chúng ta phải xem về cái ốc capo đã này, xem nó có còn nguyên bản hay không, đã có vết tháo chưa. Đây, thưa với quý vị các bạn, ốc capo nguyên bản nhá, keo chỉ còn nguyên bản hết đây này. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết ạ, và còn rất là đẹp. Đấy, capo, keo chỉ các thứ còn nguyên hết như này đây ạ. Ốc capo này, ốc chân capo này đều còn nguyên bản hết. Và riêng về cái nắp capo của chiếc xe này thì xem rất là dễ đây quý vị các bạn ạ. Phiên bản số sàn
nên là nó không có cái nắp này. Và cái nắp này thì chúng ta xem thì rất là sạch sẽ đây. Đấy, và rất là rõ, nhìn lâm lúc hay va chạm hay không là nhìn thấy luôn, có vết hay không là nhìn thấy luôn. Và cái phần keo chỉ đây này, thưa với quý vị và các bạn đây, keo chỉ xung quanh cabo này nó còn nguyên bản hết ạ. Đấy, còn nguyên như vậy thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị lâm lung hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu. Đấy. Và sau đây thì quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ. Đây là cái ốc chân máy này. Đấy, ốc chân máy còn nguyên đấy. Tất cả những cái ốc này còn nguyên hết, chưa có vết tháo nhé. Đấy. Tuy có hơi bẩn một chút là do 5 tháng sử dụng. Tôi quay sát vào đây cho quý vị bạn xem từ cái ốc mặt máy đây nhé. Ốc mặt máy hay lại gọi là ốc giàn cò đấy, do giàn cò đấy. Đấy, còn nguyên bản hết đây này, chưa có một cái ốc nào tháo ra đâu ạ. Đấy, tất cả các ốc còn nguyên bản hết đây. Đây, tôi định tháo ra cho quý vị bạn xem cái nắp này nhưng mà nó chặt quá cho nên là tôi có khi thôi, không tháo ra nữa. Đấy, nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết quý vị các bạn ạ. Rất là đẹp đấy ạ. Đấy, cái ốc giảm sóc này cũng còn nguyên hết đây này, chưa có tháo ra cái nào cả, tất cả các ốc này. Đó, tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem này, nó còn nguyên bản hết đấy. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản đấy. Đó, còn nguyên bản hết luôn đấy và còn rất là đẹp đấy. Quý vị các bạn nhìn thấy không, từ năm 2011 đến nay thì tính ra là 10 năm rồi nhưng mà chiếc xe này còn rất là đẹp đấy, chất lượng còn rất là tốt đấy ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carens số sàn 2011 này thì xin hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Carens phiên bản SX2.0 bản đủ số sàn này nhé. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì xin hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi video, xin quý vị và các bạn hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 269 triệu đồng quý vị và các bạn ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.